đừng lãng phí thời gian nữa, đừng vì chán nản mà mất ý chí. Hãy nỗ lực kiếm tiền ngay bây giờ. Tiền không phải là tất cả, nhưng muốn có tất cả bạn buộc phải cần tiền. Người xưa có câu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cảm giác an toàn của người lớn đại đa số đều đến từ tiền bạc. Thế sự vô thường. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, bạn mới cho mình cơ hội hóa nguy thành an trước những cơn sóng của cuộc đời. Một quy luật ngầm của cuộc đời là 99% giải quyết bằng tiền, 1% là quyền lực. Sống trên đời đã nhiều năm, bạn có phát hiện một sự thật đáng buồn. Khi bạn giàu có, điều bạn nói luôn có lý, dù rằng không thực sự là như vậy. Nhưng khi bạn không có tiền, bạn nói gì cũng bị bác bỏ, bị lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí bị coi thường. Tại sao bạn phải kiếm tiền? Để bố mẹ không phải đắn đo khi đi chữa bệnh, để vợ không phải xem đi xem lại giá chiếc váy khi mua đồ, để không phải né tránh ánh mắt của đứa con khi nó hỏi, bố ơi, mua cho con chiếc đàn piano này nhé. Để cuộc đời không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, để có quyền lựa chọn, làm gì mình thích, đi đâu mình muốn. 1. Trong bệnh viện, có một bác sĩ đã nói với một ông già rằng, ông phải phẫu thuật thì mới khỏi bệnh. Ông già liền như đóng băng trong chốc lát và hỏi, liệu có thể chỉ điều trị bằng thuốc được không? Bác sĩ lắc đầu và ông hỏi, vậy chi phí bao nhiêu thưa bác sĩ? Sau tất cả thì ông nên chuẩn bị ít nhất là 100 triệu. Ông già nghĩ một lúc rồi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Người con trai lập tức dẫn bác sĩ ra ngoài cửa và nói, bác sĩ, tiền không phải là vấn đề, xin hãy điều trị tốt nhất cho bố tôi. Sau đó, người con trai quay lại giường bệnh. Cha, đừng lo lắng về tiền bạc. Con có tiền mà, chỉ cần cha mạnh khỏe thì mất bao nhiêu cũng không quan trọng. Vậy hỏi tại sao bạn muốn kiếm tiền? Chính là để khi cha mẹ bị bệnh, thì có thể lo chi phí viện phí chu đáo để cha mẹ yên tâm dưỡng bệnh. Không thể vì nghèo mà đứng nhìn cha mẹ phải chịu đau đớn, tủi khổ. 2. Cô con gái của tôi đã luôn đứng bên cửa sổ mà nhìn sang nhà bên cạnh, nhìn bạn nhỏ nhà bên cạnh đánh đàn. Rồi một hôm con gái đã nói với tôi, con muốn được đánh đàn, con thích cái đàn piano kia. Tôi chần chừ mà nghĩ về tài khoản của mình, rồi với ánh mắt né tránh, nói với con gái, ừ, bố biết rồi. Hay là bây giờ bố con mình đi siêu thị nhé. Con mua đồ ăn con thích hoặc đồ chơi nào đó nha. Thế là sau đó tôi đã nỗ lực kiếm tiền và mua được cho con gái mình một cây đàn piano tầm trung. Khi nhìn con gái say mê đánh đàn, tôi đã thấy cuộc đời như thế này là đủ, không còn gì hạnh phúc hơn. Tại sao bạn kiếm tiền? Để đảm bảo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, một cuộc sống tốt hơn. Để con có một tuổi thơ hạnh phúc, để vợ hãnh diện về chồng, vì gia đình nhỏ này. 3. Sau một tình yêu kéo dài 5 năm với kiều nữ, chàng trai đã cầu hôn cô gái. Rồi khi ngồi trước mặt bố mẹ vợ, thay vì phải hồi hộp sợ sệt trước những câu hỏi của hai bác, thì chàng trai này đã rất tự tin và thoải mái. Mẹ bạn gái hỏi, sau khi kết hôn, hai đứa định sống ở đâu? Ngay lập tức, chàng trai đưa ảnh chụp một căn chung cư và nói, đây là căn hộ con đã mua, và con tính sau kết hôn bọn con sẽ ở đây. Rồi gương mặt của bố mẹ bạn gái như giãn nở hết cớ mà cười thong thả. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để nhận được sự đồng tình của bố mẹ vợ tương lai, để ngồi trước họ với một phong thái tự tin nhất mà xin cưới con gái họ. 4. Cô ấy đã 30 tuổi, và những cô bạn cùng tuổi đều đã kết hôn. Nhưng dù bố mẹ vẫn luôn giục cô, thì cô cũng không hề vội vàng. Năm mới trở về nhà, một loạt người thân đã nói với Linh rằng, phụ nữ đến tuổi này rồi không kết hôn là không được đâu. Rồi sao mãi vẫn không chịu kết hôn? Rồi tương lai. Nhưng Linh thản nhiên mà không để ý tới mấy lời kích động đó. Cô không chỉ khả ái, có xe, có nhà, có công việc ổn định mà lương còn rất cao. Đó có lẽ là lý do cho cô sự tự tại như thế. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để không bị ảnh hưởng bởi những lời kích động xung quanh, để được làm những gì mình thích, để là chính mình. 5. Tôi rất thích đi du lịch. Ước mơ thời sinh viên của tôi là được đi nước ngoài, được đi tới nhiều nước, tham quan những khung cảnh kỳ thú của thế giới này. Và tôi đã đặt mục tiêu, sau khi ra trường 3 năm tôi phải có một chuyến đi,
không còn nghi ngờ gì nữa, kinh phí là vấn đề lớn nhất. Và với kế hoạch đã lập, tôi đã nỗ lực kiếm tiền. Rồi chỉ một năm sau đó tôi đã có một chuyến đi du lịch tới Pháp, Ý và Anh. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Bởi vì thế giới thật sự rất đẹp. Bạn nên được nhìn thấy nó, và phải được nhìn thấy những vẻ đẹp đó. Không còn cách nào ngoài kiếm tiền để đi. 6. Tháng này, cô cũng là nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất tháng. Cô bắt đầu mua sắm cho mình những món đồ hàng hiệu. Trước đó các chị gái trong công ty vẫn luôn châm biếm cô không biết gì về thời trang, về hàng hiệu bởi vì cô luôn mua hàng giá rẻ, đại hạ giá. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Để đi shopping mà không phải xem giá trên mạng. Tại sao bạn muốn kiếm tiền? Bởi vì tôi không muốn sống mãi theo cách này. Bởi vì có tiền tôi có thể làm được nhiều thứ. Có nhiều tiền sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Có thể có nhiều lý do để tôi và bạn cố gắng kiếm tiền. Nhưng ngay khi bạn không có tiền, bạn sẽ thấy stress hơn tại thời điểm đó. Cuộc sống là một chặng đường dài đau đớn. Vì thế không một ai muốn mình phải có những hối tiếc khi về già rằng hồi trẻ mình đã không chăm chỉ làm việc như thế. Xã hội này đến 90% các vấn đề thực tế đều có thể được giải quyết bằng tiền. Tiền có thể cho bạn cảm giác an toàn, để bạn có quyền nói không, để bạn có quyền kiểm soát vận mệnh của mình, thậm chí là thay đổi số phận của mình. Dù là tình yêu, tình bạn, tình thân thì cũng không thể tách khỏi tiền bạc. Mục đích kiếm tiền là tạo một tương lai tốt đẹp cho bản thân, để người thân có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái, để phụng dưỡng cha mẹ già và con nhỏ. Vì nghe được những lời trên mà tôi muốn khuyên chính tôi và bạn một câu, đừng chỉ là lo lắng muốn kiếm tiền mà hãy là đau đầu để kiếm tiền. Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào. Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu. Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì. Có người đã từng nói, con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo. Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói, lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào. Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng. Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền? Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quý, cũng chẳng phải là để hưởng thụ, mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.